Rồi bán pin laptop 4 sale ha. Lưu ý là chỉ có 4 sale thôi nha, còn nguyên tem, chưa có bung tem nha. Cái lúc do bán trên mạng nên là sẽ lựa những thanh nào có hiệu. Đó, chưa có bung tem thì mới gửi nha. Bung tem rồi là sẽ không có gửi đi. Đó, bên có hiệu nè, chẳng hạn như này hiệu đeo nè, chưa có bung tem ha, chưa có có người gỡ ra ha. Này bán xác nha, xem như hư đi nha, chứ không có bán xe được nha. Bán xác, không có đồ thử nha. Này là không có thử được đâu, phải có máy tính thì mới thử được. Tất cả đều có hiệu hết, có hiệu thì mới gửi. Đó. Cái này thực tế là nó còn nguyên tem nè, nhưng mà cái này bị xé một lớp rồi sẽ không có gửi đi nè, đó thấy không, có hiệu luôn, hiệu này là hiệu ô số hay gì đó, đó sẽ không có gửi đó, hiệu đi. Rồi cảm ơn nhiều nha.